khi mang họ Thiên từ đây đến ngày cận tử nghiệp, mỗi một giây mỗi một khắc, quý vị nên nhớ bao nhiêu chuyện khổ của thế gian, nhất là cái thời đại tận thế này, việc làm vật giá leo thang, chiến tranh. Bây giờ nội hồi xưa dùng này mình đi chỉnh cái mình có file electronic, là chỗ của đàn ông đi là của Kiệt đi á, giờ cũng đóng cửa. Cái hồi xưa mình có mấy cái tiệm ốc track supply của tiệm đàn ông Kiệt thích đi để mua đồ này nọ, giờ cũng đóng cửa. Big Five cũng đóng cửa. Bây giờ mình ra những cái cửa hàng mình thích á, 10 hàng là đóng hết phần nữa rồi, ở Mỹ này thôi. Mình thấy là nhiều, thấy buồn không? Quá buồn. Còn những cái quán xá mà ngày xưa á, là nổi tiếng nhiều lắm, 10 bây giờ chỉ còn có 4, 5 thôi. Ngay cái thành phố này nè, ngay xứ Mỹ này. Thì quý vị nghĩ ngược lại cái nước Việt, nguyên cái chợ Bến Thành biết bao nhiêu cửa tiệm, biết bao nhiêu quán cà phê sang ở Sài Gòn bây giờ đều đóng cửa hết, tại cái mặt tiền mắc quá, bán cũng chẳng ai mua. Một cái thành phố ma sắp sửa, đúng là thành phố ma. Vậy chứ không lẽ Hồ Chí Minh bây giờ Phật à, không lẽ là Phật City à, đâu phải, Hồ Chí Minh City. Thì không là ma, thì bây giờ là thành phố ma là đúng rồi. Chợ Bến Thành đúng không ạ? Giờ đi đường Nguyễn Huệ cái Tết mà quý vị nhìn thấy video á, rồi giờ xây cũng đóng nhà vẫn không ai ở. Thôi mình đổi lại, thay vì Hồ Chí Minh City nữa là Ma City đi. Thời gì nữa. Không, mình nói chuyện thiệt tâm, là người mình là người thật, nói thật. Mình không có nói gì mà để chọc ai đâu, để cho người ta hiểu. Ừ. Cũng giống như Trung Quốc, Trung Cộng, lúc nào á nó cũng nghĩ 5 tiếng 5 tiếng, rồi nó nhồi sọ mấy đứa trẻ bên Trung Quốc, nó nói là nước Việt Nam là nước của nó, là tỉnh là của Phúc Kiến. Tại vì nhìn cái lá cờ giống nhau á, làm cho mấy đứa học sinh trong trường của Trung Cộng cũng tin nữa, phải không? Rồi cái nó nói Hoàng Sa Trường Sa là của nó, làm cho mấy đứa học sinh trong trường bây giờ cũng tin luôn. Là nó nhồi sọ từ nhỏ vậy á, thì khi mà nó lớn lên thì lúc nào nó cũng muốn vô nước Việt, nó lộng hành, nó làm gì làm. Nó bắt một đám đứa phụ nữ mặc đồ bikini, nó chỉ hai con là hai con về làm vợ nó. Nó coi mình giống như đồ chơi vậy đó, mấy người nghĩ sao? Buồn không? Nhục không? Sau này thì hồi xưa, thời hình như là vua Quang Trung mình phải không? Là mình là đại Nam, đại Cồ Việt, gì đại ha, Nam Việt gì đó. Sao cái vua Càn Long đổi là Việt Nam, ông đổi ngược lại. Thì tới giờ mình chết cái tên đó, cái tên đó cũng đâu phải là của người Việt Nam đặt, cũng là bên Tàu đặt. Thì từ đó những cái thế hệ nhỏ mà nó nhồi sọ để mà nam tiến á, thì lúc nào nó cũng muốn thôn tính nước Việt, muốn mà hết cái nạn này á. Cái chữ Việt Nam sau này cũng thay đổi, đừng nói chi là giờ Hồ Chí Minh City mình đổi lại là Ma City, thì cái nước Việt cũng sẽ đổi lại thiên Việt, con của ông trời. Người Việt là 100 dòng giống bộ lạc Việt Nam, đi từ ở sông Dương Tử ở qua tới bên đây, Bà Trưng Bà Triệu mình chết bên kia, chứ không phải là ở ngoài đâu Hà Nội đâu. Cho nên sau này một thủ lãnh mới lên thay đổi hết nhiều thứ. Cái thủ đô của Việt Nam giờ là, hiện giờ là chính phủ Việt Nam là đang nói ở Hà Nội đúng không? Không phải. Đức Thầy á, kêu Kiệt vẽ cái bản đồ Việt Nam ra cách đây 5-10 năm. Cái lúc đó đó mình cũng tưởng đâu là thủ đô thì mình vẽ hai dòng, vẽ Hà Nội. Mấy vị nói no, không phải. Vẽ Sài Gòn là hai dòng. Tại vì tương lai á, Sài Gòn sẽ là thủ đô của nước Việt. Tại vì cái nguồn kinh tế và tài chánh quốc tế sau này nó trở về là Hòn Ngọc Viễn Đông, là Sài Gòn trở lại. Thủ đô của Việt Nam sau này là Sài Gòn, chứ không phải là Ma City. Trên nói như vậy. Thì bây giờ mình, cái cuồng phim á, nó phải có lớp, nó có khúc, có đoạn. Cũng như bản nhạc vậy, nó vô nhịp, mình xuống tông mà lên tông. Thì khi mà cuối bản nhạc mình mới biết được. Còn bây giờ Kiệt nói trước để quý vị có cái tầm nhìn.
Rồi có một lần một vị rất là cao ở trên trời nói, tại lúc đó Kiệt cắm cờ vàng ba sọc đỏ trên đỉnh núi Thiên Long Sơn, rồi cái Kiệt thấy rất là nhiều mấy đứa nhỏ mà vô sinh đây nè, tội nghiệp nó lắm, ba nó là đảng viên thì nó qua đây mà lên Thiên Long Sơn mà chụp ngay đó thì chắc ba nó bị đốt củi lập tức đó không, cũng tội nghiệp. Cái mình lấy mấy cái cờ vàng ba sọc đỏ khỏi Thiên Long Sơn xuống, mình treo cờ thường thôi, vậy mà bị la đó. Cái lá cờ này nó rất là quan trọng để sau này hàng gắn dân tộc 6 triệu chim hiền với quốc nội, và không còn lấy quán báo quán, mà sau này con phải lấy ân báo quán mới gì già kiên vậy. Và cái lá cờ này là lá cờ để lấy lòng tin của thế giới, của Liên Hiệp Quốc, và mà bao nhiêu trí tuệ chất xám mình lại phi á, một kỹ sư là nó design ra một đống thứ rồi. Kỹ sư Việt Nam mình á, mình có thiếu kỹ sư ở Mỹ. Thì cái lá cờ này là cái lá cờ, là lá bùa hộ mạng, là cờ của vua Thành Thái. Vua Thành Thái là vua nước Việt. Thời đó mình không có cộng sản hay quốc gia, mình cũng không có Việt Minh, mình cũng không có Hồ Chí Minh, mình cũng chẳng có Phan Bội Châu gì hết. Thời của Thành Thái thì cái lá cờ ba sọc của vua Thành Thái chế ra. Đây có ai lá cờ ba? Không có lá cờ. Thì một cái màu đỏ ở trên là mượn. Đây là mượn này. Phải không sao đâu. Đây lá cờ này của vua Thành Thái nha quý vị. Tại mấy đứa nhỏ nó không biết, mình phải giải thích. Ở trên này là người Bắc, là máu đỏ đúng không? Chẳng lẽ người Bắc máu đen hả quý vị? Trừ mấy người hung dữ mới máu đen, kỳ vẫn là máu đỏ đúng không? Chẳng lẽ người Bắc da gì? Da màu xanh hả? Da gì? Dân Tập Trấn Bình họ là người Kim, da nó hơi trắng không? Ok, người Bắc cũng đâu có giống Tập Trấn Bình đâu, không? Cũng là giống dân miền Trung miền Nam đúng không? Dạ dạ, máu cũng vẫn máu đỏ đúng không? Chứ không phải máu lạnh như kiểu mấy anh Trung Cộng mà ăn bào thai ăn nít thì ốc khỉ đâu. Ở đây là miền Trung đúng không? Cũng y chang, cũng là máu đỏ, dạ dạ, miền Trung. Miền Bắc á thì quý vị nói là sanh ra danh nhân, tại ăn nói lưu lót như kiểu Bất Trọng, làm doanh nghiệp giỏi danh nhân. Miền Trung á là nó eo vậy nè, eo giống như eo mấy cô quả hậu vậy đó, ốm nhách là không có đất, sau lưng thì núi, dưới thì biển, làm gì giờ phải học giỏi. Thì sanh ra toàn là mấy nhà chính trị lỗi lạc không à, dĩ nhân sinh như tướng, tử như thần, là miền Trung. Cho nên miền Trung á chống mà đi theo Việt Cộng cũng giỏi, mà chống cộng ở Mỹ này cũng giỏi, miền Trung. Còn miền Nam cho vừa đất phì nhiêu ruộng lúa. Hồi xưa thời mà Kiệt ở Việt Nam á, không bao giờ nhà tốn tiền đi chợ. Tí là nói là sau 75 mình nghèo á, ở đây sao chỉ cần xuống dưới sông thôi, lấy cái gỗ đi tắt nó hốt một chút xíu, đóng cái chốt lên này, thưa thụ con sắt xanh đó nghe, chứ quê mà đâu biết. Còn ra đồng á, đâu cần mua rau, mấy cái rau muống á mọc đậy ngoài đồng á, hái vô là, mà cái nào mà không phải là đọt non á, không thèm ăn luôn, đi một chút xíu là đầy gỗ về bóp chấm rồi. Rau muống mọc đầy ngoài ruộng đó, đừng nói chi mấy loại rau khác. Rồi đậu gì nha, đậu rồng nữa nó mọc đầy hết trơn, đồ quan hoang dã không. Còn cá mắm là vậy. Tới miền Nam đất phì nhiêu, có người không có sợ chết đói. Không sợ chết đói thì cái đầu óc nó cũng relax, không căng thẳng không. Còn đây mình lo tiền nhà, tiền bill, tiền insurance đó, mình căng. Thì dân miền Nam á, đầu óc thanh thản là ý là ngồi thiền hay là giữ giới 12 cũng là để đầu óc thanh thản. Để làm chi? Cho cái tâm mình nó sáng. Thì cho nên dân miền Nam á, không có tạo nghiệp nhiều, thành ra thánh nhân không? Thánh nhân thành ra miền Nam, ba miền. Thì có ba cái đạo ra đời, đó là đạo Bửu Sơn Kỳ Hướng,
Hòa Hảo bây giờ cũng mấy chục triệu người. Rồi có cái đạo Cao Đài là ở Tây Ninh phải không? Đạo Hòa Hảo, đạo Khắc Sĩ. Một nước có ba đạo là thánh nhân mới làm đạo được. Còn danh nhân thì làm ra nhà cửa thì ok, cho nên ở ngoài Bắc xây nhiều nhà miền Nam. Cái lá cờ này năm 1938, lúc đó đó ở ngoài Bắc chưa có nạn chết đói chết mấy triệu người á, thì đã treo ở Hàng Xanh nghèo quý vị. Nhưng mà mình mới nói tại sao lá cờ hôm nay ở Việt Nam không bao giờ tưởng tượng được sẽ treo trở lại Dinh Độc Lập Sài Gòn. Thì lời của thánh nhân nói thì mình phải chờ xem. Chứ giờ kêu kìa giải thích thì cũng không biết sao giải thích. Thì có bổn phận phải nói trước để cho mọi người có cái định hướng. Một cái thế bí của một quốc gia như đi cùng cực như ngày hôm nay, mỗi một ngày quý vị thấy nước Việt á, đi vô cái ngõ cụt nhìn. Đi đến khi nào mà 10 chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 á, Đức Thầy mới xuất hiện đó. Còn bây giờ quý vị nghĩ chết nhiều, chưa thấm thía đúng không?